Good morning quý vị. Hiện mình đang có mặt ở đường Sư Vận Hạnh, phường 13, quận 10. Bên phải là bệnh viện 115, với phải vô là viện tim ấy. Sáng ngày 21/9/2017, trời Sài Gòn đang chuyển mưa. Sáng giờ chưa thấy một mặt trời. Xưa là bến xe Đà Lạt, bây giờ hết rồi và vẫn còn bán trà cà phê nổi tiếng là chợ lấy bình ga mini nấu lẩu.
Vi ngày xưa. Bên phải là hãng thuốc lá Mít. Đây ngã tư Biuski với Nguyễn Hoàng, bây giờ là Lê Hồng Phong với Trần Phú. Đường Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5. Chạy ra đây ra đường lớn nè. Bye.